Vâng, em đang giao cho khách hàng hai bộ để đi làm sự kiện và loa kẹo kéo. Trong Sài Gòn và ngoài Bắc hoặc miền Trung, em đều giao hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Hôm nay em cho lên cân để cân cục đẩy này, và hơn 40 cân một cục. Con đẩy này có mã là NA18004. Đấy. Con này chạy nguồn xuyến các bác nhé. Các bác nó thích nhẹ nhàng thì lấy nguồn xung, con này nguồn xuyến. Trên đây là một cái đai ốc để giữ cái nguồn ở bên trong, nó đỡ bị xê dịch. Nặng mà nguồn to thì nó mới khỏe. Và con này của nó thì là công tắc nguồn chỉ như này. Đấy. Em bật nguồn lên này. Nó có đèn led. Thì các bác nó hiển thị nhiệt độ ngày tháng gì đấy. Và em vặn lên. Đấy thì nó có các cái chiết áp của từng kênh, từng vế một. Các bác nhìn thấy nó thay đổi không ạ? Đẩy. Tuy là có một cái màn hình ở giữa đây nhưng mà nhìn cái cục đẩy trông nó sang xịn rất nhiều luôn anh em nhé. Con này chạy 4 kênh, 1, 2, 3, 4. Với công suất của con này cho ra thì sẽ có công suất là 1.500 một kênh. Có người thì giới thiệu 1.800, có người thì giới thiệu 1.500. Thôi em thì giới thiệu 1.500 cho tất cả các bác nào đủ công suất của con này. Con này đánh súp tiếp hoặc là súp đơn thì anh em đánh con này, đánh cả súp đơn súp kép. Trở kháng của nó là 8 ôm là 1.500 các bác nhé. Còn các bác mà đánh súp kép thì nó 4 ôm thì nó sẽ tăng công suất lên rất là nhiều. Đấy, con đẩy này siêu khủng luôn anh em ạ. Và loại này chỉ dùng cho đi làm sự kiện hoặc là phòng hát. Còn đây là bộ mic BS VK10. VK10 này là các bác lưu ý nhé, các cái đời VK này, VK6, VK7, VK8, VK9. Nhưng con này là có đời là 10 thì nó là đời cao nhất ở trên tất cả các dòng khác. Nghĩa là chất lượng âm thanh của nó rất là hay. Và con này nó có hai dâu đây. Dâu nó đây. Dâu ngắn này vận chuyển nó dễ này, nhiều cái nó dâu vàng nguêu ra. Cho vào tủ máy nhét nó cũng vướng. Dây 6 ly dây nguồn này. Và đây là hàng đập hộp của nhà máy BS, các bác lưu ý nhá. Đều là những hàng mới của BS và hàng chất lượng cao để cho anh em đi làm sự kiện và phòng hát. VK10 này. Đấy. Thì anh em mà chơi cái cục đẩy này hoặc là bộ mic này thì đều được bảo hành 2 năm và lỗi đổi mới 3 tháng với sản phẩm của PS. Các bác mua hàng hay liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng, giá thành thì cực kỳ tốt và rẻ. Dòng hàng của PS này là dòng hàng hãng, hàng đập hộp, hàng chính ngạch các bác nhé. Và tiếng của nó rất là hay. Đấy. Các bác có nhu cầu hay liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng mua của hàng của PS thì hàng của nó quá chất lượng rồi. Có thương hiệu đứng vững ở thị trường bao nhiêu năm nay rồi và BS này đang được đẩy mạnh nhất các bác nhá.